Ban chế đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2022, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 37 ca dương tính mới, đều là ca cộng đồng. 8 trên 9 quyền thành phố trong tỉnh ghi nhận ca mắc mới. Cụ thể, quyền Chợ Lách 8 ca, quyền Châu Thành 6 ca, quyện Mỏ Cầy Nam 6 ca, quyện Dùng Trơm 5 ca, quyện Mỏ Cầy Bắc 4 ca, quyện Thành phố 3 ca, thành phố Bến Tre 3 ca, quyện Ba Tri 2 ca, tổng số ca dương tính cộng dồn toàn tỉnh 42.187 ca cộng dồn số F0 kết thúc điều trị 39.799 ca. Trong ngày Bến Tre ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 tử vong, cộng dồn số ca tử vong 387 ca. Toàn tỉnh có 3.156 trường hợp đang cách ly, tất cả đều được cách ly y tế tại nhà nơi cư trú.